năm mẹo giúp sàn gỗ luôn sáng bóng như mới. Hiện nay rất nhiều gia đình ưu tiên lựa chọn sàn gỗ nhờ tính thẩm mỹ cao, dễ dàng kết hợp cùng nhiều phong cách nội thất đa dạng. Tuy nhiên việc sử dụng sàn trong thời gian dài sẽ khiến sàn dễ bị hao mòn, gây mất thẩm mỹ. Cùng mẹo vặt cuộc sống xem ngay các mẹo giúp sàn nhà gỗ luôn sáng bóng như mới ngay sau đây nhé. Số 1. Hạn chế ánh nắng trực tiếp. Ánh nắng mặt trời chiếu trực tiếp vào sàn gỗ quá lâu sẽ khiến các màu vân gỗ bị mờ, làm mất đi vẻ đẹp thẩm mỹ do đó bạn hãy hạn chế để ánh nắng tiếp xúc trực tiếp với sàn gỗ bằng cách sử dụng rèm che hoặc trang trí thêm các thảm trải sàn, miếng lót chân. Số 2. Lau dọn ngay sau khi đổ nước. Nước sau khi đổ lên sàn và động lại quá lâu sẽ bị ngấm vào bên trong sàn, lâu ngày sẽ làm ảnh hưởng đến kết cấu của mặt sàn, làm mặt sàn bị cong phồng lên. Do đó nếu vô tình để nước đổ trên sàn thì bạn nên lau dọn ngay. Một tips nhỏ là bạn có thể dùng khăn mềm để thấm nước trước, sau đó dùng nước lau nhà phù hợp để lau lại. Số 3, dùng tinh dầu thông đánh bóng sàn gỗ. Sàn gỗ công nghệ khi sử dụng trong thời gian dài thường dễ xuất hiện tình trạng vân gỗ bị mờ và gây ra cảm giác mặt sàn không được sạch. Lúc này, bạn có thể dùng một chiếc khăn mềm, nhúng qua tinh dầu thông và lau nhẹ nhàng lên bề mặt sàn. Tuy nhiên cần lưu ý trước khi sử dụng tinh dầu thông, bạn cần lau sạch bụi bẩn bám trên sàn nhé. Số 4, sử dụng nước lau sàn và dụng cụ vệ sinh phù hợp. Sàn gỗ không giống như những loại sàn thông thường khác. Do đó để giúp sàn luôn sáng bóng, bền đẹp thì bạn nên chú ý sử dụng các loại nước lau sàn và dụng cụ vệ sinh phù hợp. Ở đây, bạn nên ưu tiên lựa chọn những loại cây lau có đầu lau mềm để hạn chế làm trầy sức mặt sàn. Bên cạnh đó, bạn cũng cần cân nhắc và tham khảo các loại nước lau sàn nhà an toàn, hiệu quả làm sạch cao và không gây ảnh hưởng đến chất liệu gỗ. Số 5. Thực hiện các biện pháp chống mối mọt Khi sàn nhà bị ẩm, mối mọt cũng như nhiều loài sinh vật có hại khác xuất hiện. Đây là một trong những nguyên nhân chính khiến sàn nhà gỗ bị hư hại nhanh chóng. Do đó, bạn cần thực hiện các biện pháp phòng chống mối mọt như tiến hành phun giấm tinh dầu cam vào các khe hở ở nhà để ngăn ngừa tình trạng mối mọt, từ đó giúp bảo vệ sàn nhà luôn sáng bóng và bền đẹp. Trên đây là năm mẹo giúp giữ sàn gỗ luôn sạch đẹp, sáng bóng mà mẹo và cuộc sống gửi đến các bạn. Chúc bạn vui vẻ.